cái người cái những cái giống mà cai quản đầu tiên của Hoa Địa Cầu này đó là loài rồng. Mấy vị nói mà có những con rồng khổng lồ phun lửa một cái là nguyên cái trái đất này cháy rụi. Rồng mà trời nó rộng bự lắm, cũng giống như mấy ông rồng hộ kiện á, có lúc mà ông quấn một cái là nguyên cái BRI này luôn á, nhưng mà lúc mà ông thu nhỏ lại á rồi đứng trước mặt kiệt là một vị tướng, tức là mấy vị biến hóa được, nhưng mà nguyên thể là lớn khủng khiếp dũng mãnh. Thì trái đất ngày xưa của mình cai quản bởi loài rồng là có thật, nó không phải là trong truyền thuyết. Nhưng sau đó rồi từ từ cái thời mà gần nhất của mình mà mình biết bây giờ trong phim nữa là thời dinosaur đó cũng là thật. Những con dinosaur, những đó cũng là những con người chúng ta cứ tái sanh đi rồi vô cái thân dinosaur, vô cái thân con này con kia. Thì hôm nay trong đạo Phật mình cũng nói mấy hung ác nó cũng đầu thai thành cả xấu ngày mai á, rồi sau khi nó mà có đại phước á, nó sẽ đầu thai cái con cuối cùng đó là con chó, rồi nó đem ra ngoài Bắc thì bị người ta thui. Tại vì nó sống thôi, tại thì nó có nữa chứ không phải như đạo Công giáo mà nói là con người làm gì đầu thai là con thú, không phải, để mà trả cái quả, trả cái nghiệp. Tất cả chúng ta ngồi đây có người tại sao cốt rồng, có người tại sao cốt phượng hoàng, có người tại sao nhóm Bill Gates á là cốt con chim chỉ, mấy anh mấy chị biết chim chỉ không? Tại nó không có tạo nghiệp cho nên hôm nay có phước nó làm triệu phú á. Thì mỗi chúng ta cũng từng là thú nhưng mà tùy theo người nha, kiểu mãi kiểu là dạng quá xanh. Thì đó là nói về cái nhân quả, cái dây chuyền. Mục đích cuối cùng mình là xuống trái đất này để học khôn, dễ nhớ, nói dễ nhớ thì không nói tiếng như mấy thầy, nói tiếng như mấy thầy thì là mình nói mình sẽ dành cái chóp của mấy ổng là mình có, mình nói dễ nhớ là mình học khôn để mà thăng tiến thần hồn để về trời, mục đích chỉ có vậy thôi.